Xin chào mọi người đã đến với kênh của Em Phục Bếp. Và hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người là một cái món ăn đang hot trên mạng xã hội hiện nay. Thật ra thì nó hot cũng lâu rồi mà bây giờ mình mới nấu. Đó chính là món bánh mì bơ tỏi. Không phải sốt phô mai mà là sốt trứng muối. Và đây là nguyên liệu để làm phần bánh mì nha các bạn, bao gồm có sữa tươi không đường, bột mì, trứng gà, bơ nhạt, đường bột và miên nở. Các bạn có thể dừng video lại để coi kỹ nguyên liệu nha. Đầu tiên thì mình sẽ vây bột cho bột nó mịn, không bị bón cục khi nhào nha các bạn. Sau đó thì mình sẽ thêm men và đường bột, thêm một tí xíu muối nữa nhé, tránh để muối cả men làm cho men chết. Trộn đều nó lên và tiếp theo mình sẽ thêm 100ml sữa không đường. Này là 120ml sữa thì 20ml còn lại thì mình sẽ tự thử thôi. Ngon. Một quả trứng gà. Rồi bây giờ cùng trộn đều lên nào. Nếu các bạn có máy như mình thì dùng máy cho đỡ mất công nha. Thêm bơ và trộn cho bơ tan nha. Bây giờ mình sẽ vã bột éo lên bàn và đổ hộp bánh lên bàn nhau tiếp. Thêm 5-10ml dầu ăn cho bánh có thêm độ kết dính nhé. Cuối cùng thì mình sẽ nặn thành hình tròn như thế này nè và bọc ni lông kín để khoảng 30 phút tới 1 tiếng cho ngăn mát cho nó bánh nó nở nha. Và tiếp theo thì ta sẽ làm phần trứng muối. Trước hết là mình sẽ nướng trứng muối cho chín đã. Yeah, thơm hơn cả nước hoa chanel neo luôn á. Và tiếp theo thì mình sẽ dằm nhuyễn phần trứng muối ra nhé. Trứng khi chín sẽ bớt được cái mùi tanh và dễ dằm hơn đó. Và đây là nguyên liệu để làm phần sốt trứng muối nha mọi người. Nào, bắt tay cùng vào làm thôi. Đầu tiên thì mình sẽ đổ hết các nguyên liệu bao gồm có whipping cream nè, sữa bột, đường bột và phô mai. Phô mai ở đây thì mình sẽ chơi cái hộp luôn cho nó béo. Cuối cùng sẽ là trứng muối. Sau đó thì mình sẽ dùng máy đánh trứng đánh cho nó tan các nguyên liệu ra nhé. Và tiếp theo thì mình sẽ bắt lớp đất lên, bật lửa nhỏ, quấy cho đến khi hỗn hợp sạch lại. Và các bạn dùng ngón tay quẹt một đường, nếu hỗn hợp không chảy thì đạt yêu cầu đó. Và tiếp tục dùng máy đánh trứng đánh một lần nữa cho nhuyễn hỗn hợp. Sau khi hỗn hợp đã nhuyễn rồi thì mình sẽ chuẩn bị một cái túi đựng kem và mình sẽ đổ hỗn hợp vào. Rồi mình sẽ để ngăn mát chừng khoảng 30 phút nha các bạn. Và phần bột bánh
bánh sau khi đã nở như vậy thì ta chuẩn bị cắt ra và nướng nhé. Và bột này thì mình sẽ cắt thành 4 miếng như là vừa nãy. Và cắt xong thì mình sẽ nặn nó cho nó tròn được tí. Miếng này mình hơi ẩu nên là có cái tròn, có cái thì nhìn tào lao, mong là mọi người thông cảm nha. Và sau đó thì mình sẽ bọc màng ni lông để bột nó nở thêm tí xíu nữa, khoảng 50 phút nha các bạn. A few minutes later. Ok, và giờ đem đi nướng nào. Mình sẽ nướng ở nhiệt độ 180 độ C trong vòng 15 đến 20 phút nha. Còn bây giờ thì vãn quá, cùng ngồi ngắm bánh chín cùng mình nha. Wow, công nhận là tay nghề dễ nên là bánh nó cũng hơi xấu, mong mọi người thông cảm nha. Và đây là nguyên liệu làm phần sốt bơ tỏi nha các bạn. Yo. Đầu tiên thì mình sẽ rửa sạch và thái nhỏ phần ngòi ý. Phần tỏi thì mình cũng sẽ thái nhỏ y chang vậy. Nếu các bạn có máy xay thì càng tốt, họ phải thái. Tiếp theo đó thì mình sẽ đun phần bơ cho nó tan chảy ra nha. Lạnh quá ngồi coi bơ chảy với mình nha các bạn. Coi với thời gian mà, chứ có gì đâu. Ok, và sau khi bơ đã tan hết ra thì ta sẽ bỏ phần tỏi vào phi cho thơm nhé. Mình sẽ thêm một quả trứng gà và đánh đều nó lên. Thêm khoảng một đũa mật ong nữa nha. Và một đũa sốt mayonnaise tự chế. Cái này mình sẽ chỉ sau. Thêm rau ngò ý vào và đánh đều. Và cuối cùng đó chính là phần bơ tỏi. Wow wow wow, quá là ngon luôn. Và bây giờ thì vào công đoạn cuối nào mọi người. Bánh khá nhỏ nên mình sẽ cắt thành 4 miếng là ok rồi nha. Mà công nhận cắt xấu thiệt. Hồi xưa mà học ngu hình học mà. Và mình sẽ bơm đều phần trứng muối trong nhân bánh. Bơm càng nhiều càng tốt nha các bạn, ăn sẽ càng béo đó. Có người thì sẽ nhúng bánh vào phần sốt bơ tỏi. Nhưng mình thì thích sự tao nhã, tinh tế nên là mình sẽ quện nó lên. Nhúng cũng được nhưng mà quện lên nó sẽ tao nhã tinh tế hơn các bạn, nhìn đỡ dơ nữa. Ây da, và xong. Mình sẽ thêm một xíu kem trên đỉnh bánh nữa là ok. Ok, let's go. Giờ đem đi nướng nó nhé. Mình sẽ nướng trong vòng 100 độ C trong vòng khoảng 10 đến 15 phút nha. Cho kem trang chảy là được. Thơm. Và chúng ta đã xong.
và nếu các bạn thấy video này hay thì hãy like, share, subscribe và nhấn chuông để ủng hộ mình làm những video theo nhé. Và nếu có yêu cầu làm món gì thì các bạn hãy comment phía dưới cho mình nha. Và hẹn các bạn vào những video tuần sau. Bye.